Chào cô bác chị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với cô bác chị một cái phương pháp để mà gọi là trị liệu hay là phương cách trị bệnh cũng như là tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho chúng ta. Đó là phương pháp Đạt Ma dịch căn kinh của sư tổ Đạt Ma đó cô bác chị, tức là pháp thủ hay pháp thủ là cô bác chị. Thì chúng tôi chia sẻ luôn cái phương pháp này, nó sẽ giúp cho cô anh chị trị được rất nhiều bệnh, và cô anh chị thường xuyên mỗi ngày đều tập cái thế này, cái phương pháp này, thì suốt đời cô bác anh chị cũng sẽ không bao giờ bị bệnh tật gì hết. Như cô bác chị chúng tôi sau một thời gian áp dụng thì chúng tôi chia sẻ cho cô bác chị cái hiệu quả rất là hay của cái phương pháp này. Nó trị được rất nhiều bệnh như là bệnh khó thở nè, bệnh tim mạch nè, bệnh cô bác chị hay bị ngứa ngáy chân tay, rồi cô bác chị bị tê tay tê chân mất ngủ, rồi nó có khả năng giải độc cho cô bác chị. Cô bác chị tập đối với những cô bác chị mà có nhiễm độc hay là bị ngứa ngáy tay chân, cô bác chị tập lâu ngày nó sẽ giải, nó sẽ tập trong một vòng thời gian ngắn nó sẽ sổ sổ ra tay cô bác chị hết nè, nó sổ ra tay. Và nếu mà cô bác bị trúng độc nặng á, thì nó sẽ có thể là bầm tay luôn, rồi nó sau một thời gian nó sẽ sổ ra hết, thì cái tay tay cô bác chị nó trở lại bình thường ha. Rồi bây giờ thì không làm mất thời gian của cô bác chị, chúng tôi sẽ chia sẻ cái cách tập. Đầu tiên là chúng ta phải phát tay về phía ta. Trước tiên thì phải 10 động chân chúng ta phải hơi chúng ta phải báo bám gối xuống mặt đất như ba vậy, hơi bám xuống mặt đất, và bắt đùi chúng ta hơi rung chút. Đối với cô anh chị nào mà có tập võ, cô anh chị rung càng thấp càng tốt ha, dùng pháp càng tốt để cho nó tạo cái nền tảng sau này, nó tạo cái nền tảng hay lực cái vững cho cô bác chị sau này. Và tiếp theo thì cô bác chị giơ tay, giơ hai tay ra trước, và cô bác chị khóc mạnh ra sao ha, khóc mạnh ra sao. Thì cái giai đoạn mà phát ra sao thì chúng ta dùng lực như cô bác chị, và khi mà phát mạnh được ra sao thì có cái quán tính hay là cái phản lực nó sẽ tự động, nó sẽ đẩy hai cái tay chúng ta về đằng trước, là lúc đó chúng ta thả lỏng, buông lỏng, buông thư nhân quá chị đó. Thì trong cái phương pháp này nó có cái là dùng lực và buông lỏng, chúng ta phải linh động kết hợp để cho nó đạt hiệu quả như của quá chị. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cô bác chị tập này. Rồi, tập mạnh ra sao? Phương pháp này nó có biến thế một chút, là khi mà chúng ta hai tay chúng ta phát về phía trước, là hai cái này chúng ta đặt lên, hai tay chúng ta đặt lên nha. Và cái tác dụng này rất là hay đó cô bác chị, nó làm cho máu huyết lưu thông ha. Nó loại bỏ được cái đạo này nè, nó sẽ trị được những cái bệnh mà tê tay tê chân, rồi bị ngứa ngáy tay chân của quá chị, là nó sau một thời gian là mình tập như vậy nó sẽ trổ ra tay chân, nó trổ ra để mà nó sổ nó thải ra ngoài đó. Thì tập thời gian ngắn nó sẽ hết luôn, hết ngứa ngáy, hết tê tay tê chân, mà nhiều năm trời mà của quá chị không có đi đâu mà trị cho khỏi, nhưng mà tập cái này thì nó lại hết như quá chị, và nó sẽ làm nó huyết lưu thông, không bị có rối loạn tiền đình như quá chị. Và bây giờ chúng tôi hướng dẫn cô bác chị tập nha. Lúc mà cô bác chị khóc ra sao thì cô bác chị dùng lực nha, nhưng mà ta không có gồng như quá chị, khóc lại ra sao. Thí dụ cô bác chị mới ngủ dậy á, cô bác chị khóc nhẹ thôi,
À, khi mà thấy cảm thấy cơ thể nóng rồi của bác chị làm mạnh lên, nhanh lên. Lần trước cũng như vậy, chúng tôi quay lần trước cho cô bác chị xem ha. Anh về phía sau cô bác chị, cô bác chị tập viết cái thế này thì tay chân của bác chị nó cũng ngực rồi nở mấy anh chị mà thấy hình đó thì mình tập cái phương pháp này thì cái các anh niên muốn là cho cái ngực chúng ta nó được cơ bắp á, nở cơ bắp ra thì tập cái này nó cũng làm cho cái cơ của chúng ta nó nở ra cơ đẹp nha. Cô tập bắp cô bán chịu ăn nó phía sau và ngày nếu mà tập thường á thì 500 cái, 500 cái trở lên quá chị. À, tập đến 1.000 cái mỗi ngày thì rất là tốt, cô bác chị sẽ cảm nhận được cái sức khỏe mỗi ngày ha. À, tốt hẳn rồi. Đây là cái phương pháp mà theo chúng tôi thấy nó rất là hữu ích và ai cũng có thể áp dụng được. Đối với những cô bác chị mà có một tức là bị tê bại một tay, còn được một tay, hoặc là cô bác chị không có thể đứng vững được thì một tay của bác chị dựng vô tường mà một tay hất như vậy cũng được, dựng vô cái phát nhiệt rồi xong rồi tới tiếp tay này và phát nhiệt nó rồi chị đó, thì sau thời gian một thời gian ngắn nó sẽ phục hồi lại rồi cô bác trở lại bình thường, không có bị tê bại nữa. Rồi thì video hôm nay chúng tôi chia sẻ cái phương pháp dịch chân kinh của sư tổ Đạt Ma cho cô bác chị. Cô bác chị nào mà muốn cho cô mình có sức khỏe tốt mà không phải uống thuốc hay là gì á, không phải là lo về cái thuốc men sau này, thì cô bác chị hãy áp dụng cái phương pháp này và tập hàng ngày nha cô bác chị. Nhớ là tập hàng ngày và cô bác chị sẽ cảm thấy cơ thể mình nó thông hết và lúc nào cũng cảm thấy vui vui tươi trong người. Và cái bí quyết của cái phương pháp này thì tức là kết hợp giữa vận động, dùng lực và buông thư như quá chị. Khi mà chúng ta phát ra sao thì chúng ta phải dùng lực, nhưng mà khi mà nó thả lỏng, nó về phía trước, lúc giai đoạn này nó về phía đây là tự động lúc đó cô bác thì cứ cứ thả lỏng nó, thả lỏng đi, thả lỏng buông hơn giống như cô bác chị đang thiền định hay là đang yoga vậy đó, đang thiền vậy đó. Đó thì hiệu quả nó sẽ đến càng nhanh cô bác chị. Đó là cái bí quyết mà chúng tôi chia sẻ với cô bác chị, kết hợp giữa dùng lực và buông hơn, kết hợp giữa tĩnh và động đó, cô bác chị. Đó. Cô bác chị có thể là nhắm mắt khi tập ha, để cho mình tập trung không bị xao động bởi những khung cảnh bên ngoài xung quanh, để cho cái bài tập của chúng ta nó hoàn thành và chúng ta được cái lực là thuộc cái sự tập trung thì hiệu quả nó sẽ là 100%. Rồi bây giờ đến đây thì cũng đã dài rồi, cảm ơn cô bác chị đã quan tâm theo dõi, xin chào.